Chia ra. Chia ra. Em ơi. Ê. Anh yêu ơi. Công này nữa, không có vú thì công cũng phải tư, phải tư như vậy chứ. Hả? Mới gì cũng sầu đông lên tới ăn đầu. Hả? Sầu đông ăn đầu. Nó chơi không biết nó bỏ đồ xuống cho mình lượm. Lượm mở lên cho nó. Con bảo bố phải làm việc thôi. Công việc của bố là lượm đồ cho con. Để con phá hoại. Chỉ có khi ở con của mẹ, mẹ hết bực bội thôi. Mẹ yêu con. Mồm. Mồm, nó lè lưỡi kìa. Với cái mồm của nó kìa trời ơi. Kiến vừa ngủ dậy tóc tai tùm lum nữa. Nào con đừng ngất á. Sao mà không ngất vậy con? Kiến vừa nghe thấy tiếng mẹ về. Nào nào nào. Bung rồi. Không mình mệt mỏi quá cái đúng rồi, nó dạy nó chơi tiếng người tốt. Thì nó ngủ sớm không ha. Nó ngủ sớm quá nó dậy chơi tiếng nó ngủ tiếp. Bình thường. Để mình mệt mỏi quá rồi mình cằn nhằn nó chứ. Dậy chơi tiếng không được. Em dậy chơi dậy tươi ha. Trẻ em thông minh nó thường dậy như vậy không? Ừ. Mới đọc báo xong. Ừ, cho nó năng động lên. Em cười mẹ xem à. Mình tào nhậu với nó. Mẹ em yêu em. Em vứt đồ đi cho mẹ nào. Em vứt đồ đi cho bố chặt cho em này. Đói bụng là nó ăn cưng lắm. Nó cái mặt kìa. Thì trời. Em à. Mặt xấu xí gì trời ơi. Xấu xí. Xấu xí. Con cười mẹ xem nào. Trời ơi tình yêu của mẹ có phải cười cho mẹ xem nào. Đứa cái nấu sợ rớt răng. Sợ rớt cái răng gặp mồm lại. Mồm miết cả ngày. Bàn tay em đâu? Mẹ yêu em nào. Em ơi. Ôi đừng hốt tóc chút. Nào. Chưa nào đấy. Cái gì này? Em ơi. Em ơi. Có làm xấu mũi ấy. Bàn tay của mẹ trời ơi mẹ bộ. Nó là cười tai tét thôi chứ nó không có làm xấu mũi. À. Ừ. Nó không có thích chơi cả xấu mũi. Không chơi cùi trai tét rồi. Cùi trai. Em ơi. Trường nó trộn. Tạo con này. Mày mà đánh đầu con người là chết chứ chú. Chú múc nước chú tạo lại không? Ừ. Múc nước dí thì mày còn tạt nước mày ha. Còn dí uống tạt nước. Nghe không? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Gì vậy? Ngủ chưa? Ngủ chưa vô chuồng? Làm cái gì ta? Vô chuồng chưa? Cũng cái mày nghe mày vú để đây mày nói để đó nó không bao giờ nó nhụt vô mày nè. Cứ lấy mày đứng mày nó nhụt
Mày kêu em nào. Cái gì nào? Đưa bàn tay đây. Cái gì? Lấy lưỡi á. Nhảy. Giả giường cho tôi. Xuống giường cho tôi. Ai cho ngồi trên giường của tôi? Ôi bố mày tham gia rồi kìa. Lại lũi Trần tham gia rồi kìa. Hãy xem kiến chuẩn bị vượt ngục. Tức quá. Tức quá cũng trèo lên được. Cười nựng để leo lên giường đó, leo giường phá. Nhưng mà tôi kia. Nó thấy nó dậy chưa? Thấy rồi. Bà ơi, bà về ẵm con đi. Ẵm con đi, tại vì con bị tung cái đít này ra đây. Ai đây? Ai đây? Ai đây? Ai đây? Ai đây? Cười mình đây lấy giường không? Xấu như các bạn. Ê. À. Tại cho mẹ mặt lớn ở dưới mẹ con trèo lên giường. Trèo lên giường á, trèo lên. Trèo lên đây với tôi. Trèo lên phá đó. Trèo lên đây phá và phách với tôi. Phá thì bỏ luôn cũng. Khổ chân. Con để cái nệm ra sát rồi nó đâu trèo được lên đâu. Ừ, nó đỡ đụng cái đầu nè. Mình quen không tính nè. Mấy bữa em bị cụm vô đau hồi tội. Kéo ra là không bao giờ. Vô, bắt con vịt ra đây vô. Đó, phi vô. Đó, 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 bắt đầu phi vô. Đó, đây, vào đó. Mặt sao con như có tắc răng vậy? Kiến à? Em ơi. Em nào yêu tôi nằm trong cũng chưa tôi yêu à? Chuẩn bị vào ổ điện mọi người này vú gì nhá, vú đó nó lấy cái giới điện vú theo nó bị sửa điện à? Để xem nó làm gì nhé, làm gì nó tìm ra này. Thank you.
Tự dưng con này nó khác mình cái nó chơi gấu bông, con đâu chơi gấu bông đâu Vũ. Nó biết nào. Đây này. Cục vàng của mẹ, cái lưng của mẹ. Kiến thức chơi tiếng đến Nguyễn ngủ à. Không chơi cần tôi nha. Chơi em Kiến đi. Dê, dê, dê. Tình nằm say với tôi nè. Ôi, tôi nằm đây rồi. Chi, 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 chi. Mà yêu em bình nồng. Mà em cứ nồng say. Tình yêu đôi trong em bao ngày. Ai đây? Ai? Mặt kìa. Nhìn thấy tôi à? Dư hình ảnh à? Hả? Ý là là tôi à? Chân. Giờ muốn gì? Gần mặt với tôi à? Dụi mắt rồi Vũ ơi. Dụi mắt rồi hả em? Thôi. Tiếng mà chơi một tiếng đúng rồi. Dạ. Dạ. Ấy dạ. Ừ, mau thôi chứ ẩm rồi. Ẩm rồi. Ẩm còn bê bê cái xuống dưới trời. Rồi mày tắt đèn. Tắt đèn đi. Tắt đèn đi. Em làm cái tí cái em rồi. Em vô trùng. Nói năng nữa. Đi. Đừng có móc mắt giống nghe. Làm xuống kiểu hắn mày là. Cũng là bỏ. Đừng có nhòm.